Sao mùi gì nồng nặc thế này? Ăn đi, ăn nhanh lên. Ăn sạch thịt của lũ sinh vật ở đây thì loài quỷ chúng ta mới phát triển lớn được. Cái gì? Loài quỷ à? Giết hại những sinh vật khác à? Không, không, mình không muốn thấy cảnh như vậy đâu. Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng sâu, ở tận núi cao, như anh em một nhà cùng nhau ta hát ca, như cây sương rộng chỗ hoa. Khắp mọi nơi toàn là quỷ không à? Mình này, bọn chúng còn đang xé xác nhai ngấu nghiến những cơ thể của sinh vật khác đã chết. Kinh dị quá, kinh tởm quá, mình không muốn thấy cảnh này. Cái gì thế kia? Mày thật ồn ào đó con đồng quỷ nhỏ. Người cũng giống như loài quỷ bọn ta, lo mà ăn thật nhiều vào để mau lớn đi. Tại sao cứ chạy lung tung rồi la làng thế kia? Cái gì? Ta cũng là quỷ à? Không thể nào, không thể nào, ta không giống các ngươi. Ngươi không giống quỷ chứ ngươi giống cái gì? Từ trên xuống dưới của ngươi đều là quỷ. Ngay cả cái mông đít của ngươi cũng giống quỷ luôn. Không, không, ta không giống quỷ. Chào các bạn, tôi là một sinh vật kỳ lạ, vừa mới nở ra thôi thì đã nghe một mùi máu tanh nồng nặc. Tôi ngó xung quanh thì thấy rất nhiều loại quỷ đang xé xác và ăn thịt những sinh vật vô tội. Tôi tưởng rằng mình khác bọn chúng, nhưng thật không ngờ bọn chúng nói tôi cũng là quỷ. Nhưng tôi không tin vào điều đó, thế là tôi cũng cấp tốc bỏ chạy khỏi bọn chúng và chứng minh rằng tôi không phải là một con quỷ nào cả. Tôi chỉ là sinh vật bình thường mà thôi. Đau quá, đau quá, lũ quỷ cày khốn kiếp, tránh xa ta ra. Nhìn kìa các bạn, có một con cừu đang bị lũ quỷ cày quái dị tấn công. Dường như bọn chúng muốn xé xác chú cừu tội nghiệp kia. Không được rồi, tôi phải lao tới đó cứu chú cừu. Dạ, dạ, dạ. Mẹ kiếp, đau quá. Cái gì đây, một con rồng quỷ à? Mà muốn giành thức ăn với bọn tao hay sao? Thiếu gì thức ăn chứ? Ta không phải đến đây để tranh giành thức ăn ăn thịt của chú cừu kia đâu. Ta nữa là để cứu chú ơi. Chú cừu ơi, mau giúp tôi một tay, giúp tôi một tay, giết chết hai con quỷ cây này đi. Con kia, con quỷ rồng kia, tại sao mày lại giúp con cừu tấn công đồng loại quỷ của chúng ta? Không lẽ mày phản bội lại loại quỷ hay sao? Ta không phải là quỷ giống các ngươi. Ta thấy chuyện bất bình, ta thấy loài quỷ của các ngươi sát hại những sinh vật vô tội ở đây, là ta sẽ chống lại các ngươi, thậm chí giết chết các ngươi. Hả? Hay quá, hay quá. Hắn chết rồi. Tôi được sống rồi. Ồ, nhưng rõ ràng ngươi là một con quỷ rồng mà, tại sao ngươi lại giúp ta? Không lẽ ngươi thích ta hả? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một sinh vật bình thường mà thôi. Chẳng qua tôi hơi bị xấu xí nên tưởng là quỷ thôi. À đúng rồi, thế giới này đang bị gì thế? Sao toàn là quỷ xuất hiện khắp mọi nơi thế này? Mấy năm trước, mọi thứ đang bình thường. Đột nhiên chú quỷ hồi sinh, hắn đã tàn phá và giết chết rất nhiều sinh vật. Sau đó đã chiếm cả thế giới này và biến thành lãnh địa quỷ của mình. Hắn còn giao hợp với một số sinh vật để ra mua ngàn con quỷ con đầy đủ các hình dạng. Hả? Chết tiệt thật. Vậy thì tôi phải tìm cách nào đó tiêu diệt tên chú quỷ đó để cho thế giới này tươi đẹp trở lại. Hãy cẩn thận, đều gặp gia đình tôi là mau em bảo với họ tôi vẫn còn sống. Cuối cùng tôi cũng biết được sự thật về thế giới này. Lũ quỷ đang xâm chiếm và biến mọi sinh vật thành thức ăn của chúng. Hả? Trời đất ơi, là một bầy cừu. Không lẽ gia đình của con cừu hồi nãy chính là ở đây? Bọn chúng chết sạch hết rồi. Đằng kia, đằng kia có những con mắt quỷ quái kìa. Không lẽ đó cũng chính là quỷ và chính bọn chúng đã giết chết lũ cừu ở đây? Khốn kiếp thật, mình phải báo thù cho gia đình của chú cừu tội nghiệp kìa. Dài. Tôi cũng nhanh chóng lao tới cắn xé những con mắt quỷ đó và nuốt vào trong bụng của mình. Tôi ăn một lượng rất lớn. Sau một hồi thì tôi đã tiêu diệt sạch bọn chúng. Nhưng số lượng thịt quỷ mà tôi nuốt vào bụng lại có gì đó thay đổi trong người của tôi. Tôi trở nên khó chịu một chút. Nhưng sau đó thì người của tôi bắt đầu to lớn ra. Tôi còn mọc cả đôi cánh nữa chứ. Trông tôi dữ tợn hơn rất nhiều. Không lẽ tôi đã lớn rồi hay sao? Nhưng sao càng ngày tôi không khác gì lũ quỷ dữ tợn kia là mấy. Ngay cả cái mùi hôi nách cũng có hương của quỷ nữa. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà...
Không được, không được, tôi không được yếu lòng mà phải vững tin rằng tôi không phải là loại quỷ, và thậm chí tôi sẽ là một sinh vật chống tiêu diệt bọn chúng. Tôi cũng cấp tốc tiếp tục lên đường, sử dụng đôi cánh mới của mình bay khắp mọi nơi. Thì tôi thấy được một bầy quỷ đỏ, tôi xin lao xuống đó hủy diệt bọn chúng, sẵn tiện hỏi chú quỷ đang ở đâu. Mẹ kiếp, con quỷ nào khốn kiếp này, người dám phản bội lại loài quỷ hay sao? Chú quỷ sẽ từ phương Bắc quay trở về trừng phạt ngươi. Chú quỷ đang ở phương Bắc hay sao? Hay lắm, vậy thì tôi sẽ nhanh chóng bay tới đó. Rồng quỷ con của ta, con đã lớn rồi hay sao? Hay lắm, con tới đây phụ ta chứ gì. Là một con rồng cái, nhưng trông sao nó ghê tởm thế này. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại gọi ta là con chứ? Ta là mẹ của con đây. Ta là một con rồng, nhưng thấy chú quỷ rất sói ca và đẹp trai, ta quyết con bầu với ông ấy, rồi để con ra tại khu tập kết trứng của các loài quỷ. Ta không ngờ bây giờ con lại lớn khôn và tự tìm được tới đây. Không thế nào, ta không phải là con của ngươi hay con của chú quỷ. Ta chỉ là một sinh vật rồng, chẳng qua ta xấu xí giống các ngươi mà thôi. Còn ngươi nữa, ngươi là loài rồng tại thế giới này, không biết bảo vệ nơi này mà còn hùa theo chú quỷ làm điều xăm bậy. Cái gì thế này? Sao ngươi dám hỗn xược với mẹ của ngươi? Thế giới này đã bị loài quỷ thống trị rồi, không theo chú quỷ cho bị mất mạng à? Hả? Ngươi làm cái quái quỷ gì vậy? Sao lại tấn công ta? Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, ta không có người mẹ bắn thiếu như ngươi, càng không có người cha là tên chú quỷ gì đó. Ta chỉ là một sinh vật bình thường, sẵn sàng chiến đấu cho cái thế giới tốt đẹp này. Chết đi, ta sẽ đưa ngươi cùng với tên chú quỷ xuống địa ngục để cho các ngươi cùng đền tội. Khổ kiếp, ngươi dám phản bội ta? Phản bội là chú quỷ, phản bội là thế giới quỷ này. Không. Tôi sử dụng sự nhanh nhẹ của mình cộng với đôi cánh, bay ra sau lưng và tấn công con rồng cái khốn kiếp đó. Kết quả tôi ăn thịt luôn nó và hấp thu sức mạnh ngàn năm của nó. Wow, không ngờ sức mạnh cực hạn của con rồng đó đã biến đổi cơ thể của tôi. Trời đất ơi, trông tôi trở nên to lớn, nguy nga, lộng lẫy. Thật sự bây giờ tôi không khác gì một con chúa tể quỷ rồng cả. Nhưng ý chí của tôi vẫn muốn cứu giúp thế giới này, chống lại chú quỷ. Sau đó thì tôi cũng đã vùng đôi cánh cực lớn của mình, bay với tốc độ cực nhanh về hướng Bắc. Chỉ mất vài tiếng đồng hồ thôi, cuối cùng tôi đã tới được khu vực của chú quỷ đang đập phá. Hắn đằng kia kìa. Không ngờ hắn cũng có thân hình hao hao giống như tôi vậy. Hắn to lớn quá, người của hắn còn đầy rực lửa. Thế giới này đã thuộc về ta, kẻ nào theo ta thì sống, chống ta thì chết. Thứ gì kia? Một con rồng quỷ à? Người không được lệnh của ta, sao lại tới đây chứ? Chết tiệt, người định làm cái quái quỷ gì vậy? Sao lại tấn công ta và thuộc hạ của ta? Người định phản bội à? Ta không phải là loài quỷ, nên ta không cần gì phải phản bội ngươi. Ta thuộc về thế giới của các sinh vật tại nơi này, ta đang thay thế họ và muốn xóa sổ loài quỷ các ngươi để đem lại yên bình cho nơi này. Mẹ kiếp, ngươi điên rồi à? Ngươi cũng là quỷ đó, ngươi không khác gì bọn ta lắm đâu. Đúng rồi, ta không nhầm, ngươi chính là sản phẩm vui chơi của ta với một con rồng. Ngươi to gan dám giết chính cha của mình đây sao? Cầm mồm đi. Ta không phải là con của ngươi, ta không phải là con của ác quỷ. Ta là một thiên thần. Ta sẽ ban phước lành cho thế giới này, xua đuổi loài quỷ các ngươi. Cầm mồm và xuống địa ngục đi. Mẹ kiếp mày, mày làm tao đau rồi đó. Mày được rồi, tao sẽ không coi mày là loài quỷ nữa. Mày muốn thích làm kẻ thù của bọn tao là thiên thần à? Vậy thì tao sẽ xé xác mày. Sau đó thì tôi cùng với con quỷ này đã có một trận chiến kinh thiên động địa, trải qua rất nhiều tiếng đồng hồ. Lúc này trời long đất lở, nhưng cũng thật may mắn, nhờ sức mạnh phi phàm một cách kỳ lạ của tôi
Đồng thời tôi đã hấp thu nguồn năng lượng của con rồng ngàn năm, nên uy lực của tôi cũng không thua thiệt gì con chúa tể ác quỷ này là mấy. Và sau đó tôi đã tích tụ một quả cầu năng lượng rất lớn, phóng vào người của con chúa tể quỷ, gây ra một vụ nổ cực kỳ mạnh, khiến nó tàn sát. Kết thúc cuộc chiến kinh hoàng này, tôi cũng nhanh chóng bay khắp mọi nơi để kiểm tra còn sót con quỷ nào không. Và tất cả sinh vật hiền diệu tại thế giới này hoàng hồ mỗi khi gặp tôi và gọi tôi là rồng thiên thần, mặc dù cơ thể tôi xấu như con gấu.